mẹ ruột Hoài Linh từng vất vả nuôi năm con, nay quý tử họ Tống sang Mỹ. Hoài Linh và Dương Trị Vũ là anh em ruột trong một gia đình. Bên cạnh sự nghiệp nổi tiếng, thì cả hai đều có tấm lòng hiếu thảo đối với phụ huynh của mình. Nhân chuyến lưu diễn sang Mỹ, Dương Trị Vũ còn đưa mẹ ruột theo cùng. Bà có dịp nghỉ dưỡng và gặp gỡ họ hàng. Hoài Linh ra sân bay đưa tiễn mẹ ruột và Dương Trị Vũ sang Mỹ. Mẹ ruột Hoài Linh hào hứng khi có dịp trở về Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Dương Trị Vũ đã đăng tải loạt ảnh anh hộ tống mẹ ruột sang Mỹ. Nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn sang xứ cờ hoa và đưa mẹ ruột theo cùng. Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng ra tận sân bay để đưa tiễn mẹ và em trai. Dương Trị Vũ cho biết chuyến lưu diễn chỉ là việc phụ, nhưng trọng trách lớn nhất của anh là đưa mẹ trở lại Mỹ để thăm họ hàng. Có thể thấy, nam ca sĩ cùng mẹ đã đi chuyến bay hạng sang để sang Mỹ. Anh còn chu đáo chăm sóc, quan tâm cho phụ huynh từng ly từng tí. Dương Trị Vũ đưa mẹ đi máy bay hạng sang khi di chuyển sang Mỹ. Mẹ Hoài Linh ngồi phòng chờ sang trọng và dùng bữa tại sân bay. Dương Trị Vũ sang Mỹ diễn nhưng trọng trách lớn là đưa mẹ đi thăm họ hàng. Dương Trị Vũ chia sẻ, Vũ qua Mỹ lưu diễn nhưng trọng trách lớn hơn là đưa mẹ về thăm các cháu và anh chị. Nhớ lúc 3 tuổi, hai mẹ con hay đi về Cam Ranh một mình. Giờ 40 tuổi, hai mẹ con mới đi riêng cùng nhau lần nữa. Trước đây, ba mẹ Hoài Linh từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở Mỹ. Phụ huynh của nam danh hài trở về Việt Nam sinh sống từ mùa dịch vài năm trước. Ba ruột của Hoài Linh và Dương Trị Vũ đã ra đi mãi mãi vào tháng 10/2021. Được biết trước đó, mẹ ruột Hoài Linh từng có quá khứ khó khăn. Trong khoảng thời gian ba của nam danh hài vắng nhà, mẹ anh phải vất vả một mình nuôi năm con và hai người mẹ già. Có lúc ba phải sống ở chuồng heo mà người ta mới xây xong và chưa kịp nuôi heo. Bên cạnh đó, mẹ Hoài Linh còn làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi các con. Mẹ Hoài Linh từng vất vả nuôi năm con, có lúc bà phải sống ở chuồng heo. Nam danh hài rất yêu thương và luôn dành thời gian chăm sóc mẹ. Mẹ ruột Hoài Linh từng chia sẻ với Dinh rằng, tôi ở nhà một mình nuôi năm đứa con với hai mẹ già, là mẹ ông và mẹ tôi, không có nhà ở, tại hồi xưa ở Cam Ranh tới năm 1975 mới chạy vào ở Dầu Dây. Tôi cơ cực đến nỗi phải ở chuồng heo mà người ta mới xây xong, nhưng chưa nuôi heo, tôi bèn lợp lên để ở. Con trai Hoài Linh khoe ảnh rạng rỡ bên bà nội. Phụ huynh Hoài Linh từng đến thăm nhà thờ tổ 100 tỷ đồng của con trai. Hoài Linh cùng mẹ ruột và các anh chị em trong ngày lo chôn cất ba. Có thể thấy, mẹ ruột Hoài Linh từng trải qua khoảng thời gian vất vả nuôi các con. Đến nay, bà đã được quý tử báo hiếu một cách trọn vẹn. Hoài Linh, Dương Trị Vũ và các anh chị em luôn hiếu thảo, quan tâm và chăm lo hết lòng cho mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.